Xin chào mọi người, ngày hôm nay mình lên rừng để đi thu hái cái long cốt phong đỏ về làm thuốc mọi người. Nên nhân tiện video này mình quay cảnh đi thu hái cái long cốt phong ở trên rừng cho mọi người thấy. Cây này thì ở phía ngoài có một cái lớp lông rất là cứng mọi người. Nãy giờ mình cào bỏ cái lông bên ngoài rồi mình đưa xuống núi về nhà và rửa sạch rồi thái mỏng phơi khô. Cây long cột phong này nó có hai loại mọi người, một loại cây đỏ và một loại cây trắng. Cây của mình đây là cây đỏ mọi người, là khi mọi người chặt đôi cái thân ra thì cái nhựa của nó để một hồi nó biến thành màu đỏ đỏ như máu mọi người. Còn cái loại trắng thì khi thái mỏng ra thì nó vẫn trắng, còn loại này khi thái mỏng ra thì phơi khô nó rất là đỏ mọi người. Nên nhân tiện video này, những thầy thuốc nào cần tới cây long cột phong để làm thuốc thì liên hệ với mình qua số Zalo 039 676 1661. Mình xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ mình phải đưa cái lượng thuốc này xuống dưới chân núi để về nhà. Và đến đây mình xin chào và tạm biệt mọi người.